Xin chào các bạn. Đây là Saturday và hôm nay mình muốn cho các bạn xem mình đang sống ở đâu. Và thực ra là mình đang sống ở ký túc xá bởi vì mình là sinh viên năm cuối cùng của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông. Tên dài quá. Mình đang sống cùng một cô gái nữa, cô gái người Nga. Mà cô gái làm đi học. Và cho nên hãy xem phong của Sasha nhé. Đây chính là hành lang và chìa khóa. Đây. Welcome. Chào mừng các bạn đến phong của em, phong của mình. Có một tủ to quá, nhiều to quá. Phòng tắm đây, giặt đồ có thể tắm được. Còn một tủ nữa, tủ to. Ở đây thì mình bình thường tập yoga mỗi buổi sáng. Ở đây là giường của Sasha, giường của bạn cùng phòng của Sasha. Và có hai chiếc ghế sát trọng đi mấy. Ảo thật. Giống như Sasha là một người rất giàu cổ. Tú của Sasha. Đẹp quá, đẹp quá. Và ở đây thì không có phòng bếp. Thì Sasha dùng máy này để nấu tất cả món ăn. Có thể làm bánh, nấu cơm, nấu rất nhiều món ăn khác nhau. Bạn cũng không cũng tập yoga, rất hợp lý. Và đây chính là campus của Sasha. Và người quá. Và ở đó thì có siêu thị. Trong khu vực campus chỉ có 3 siêu thị hoặc là 4. Và sống ở ký túc xá này thì không đắt lắm. Bình thường là giá bình thường là 3 triệu trong một tháng. Nhưng thực ra là mình đã chuyển ở từ ký túc xá cũ bởi vì phòng cũ của mình nên sửa một chút. Và chắc là mình sắp nên chuyển ở một lần nữa về ký túc xá cũ của mình. Nhưng ký túc xá cũ của mình cũng rất là tốt. Nhìn có 3 người trong một phòng, trong ở trong phòng này trong 3 tháng rồi hoặc là 2 tháng rồi, mình không nhớ luôn. Có cảm giác giống như mình luôn ở đây. Mình trả khoảng 1 triệu trong một tháng. Và ở đây cũng có phục vụ dọn dẹp nhà, phục vụ dọn dẹp phòng. Cũng có ví dụ mỗi ngày họ bỏ rác cho Sasha. Và mỗi tuần họ dọn dẹp cá phòng cho Sasha. Rất dễ. Và mình đang đi học miễn phí nữa. Và ở đây cũng học rất nhiều người Việt Nam. Nếu các bạn tò mò thì mình có thể quay video cùng các bạn Việt Nam cũng được. Vì các bạn Việt Nam cũng lấy học bổng ở đây và rất thích ở Việt, rất thích ở Nga, rất thích ở Vladivostok. Ở đây quá yên tĩnh và càng đẹp quá luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc các bạn một ngày thật là thú vị.